Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Nam thanh niên ở Tiền Giang nghi ngáo đá, cầm búa đánh hai công an trọng thương. Một nam thanh niên nghi ngáo đá xông vào quán cà phê ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, cầm búa đánh trọng thương ba người, trong đó có hai chiến sĩ công an. Vào chiều ngày 27 tháng 1, công an thị xã Gò Công, Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Ngô Vĩnh Quý, 30 tuổi, ngụ ở xã Long Thuận, thị xã Gò Công để điều tra về hành vi dùng búa chém trọng thương ba người tại quán cà phê. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 1, chị Kiều Ngọc Hân, 29 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, đang nằm võng uống nước tại quán cà phê thuộc xã Long Thuận, thị xã Gò Công, Tiền Giang. Lúc này Quý có biểu hiện như ngáo đá, mang theo một cây búa bất ngờ xông vào quán, bổ liên tiếp vào người của chị này, gây chảy máu nhiều. Gây án xong, Quý bỏ ra ngoài đường, sau đó chị Hân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nứt sọ não. Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thị xã Gò Công đã nhanh chóng đến hiện trường truy bắt Quý. Khi lực lượng cảnh sát đến, Quý chẳng những không bỏ búa xuống mà còn cầm búa cố thủ đe dọa. Sau đó, Quý đã bỏ chạy khiến lực lượng cảnh sát hình sự phải truy đuổi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xông vào khống chế bắt được Quý. Tuy nhiên, trong quá trình đuổi bắt, Quý tiếp tục dùng búa chém một chiến sĩ công an trúng vào đầu. Rất may chiến sĩ này đội nón bảo hiểm nên chỉ bị xây sát nhẹ. Ngoài ra, một cán bộ dân quân tự vệ cũng bị Quý chém gãy xương sườn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.